Các bạn đang xem video trên kênh Thị trường ô tô xe máy. Hàng nghìn xe ô tô nhập khẩu về Việt Nam trong nửa đầu của năm 2023. Nửa đầu tháng 1 năm 2023, từ ngày mùng 1 đến ngày 15, cả nước nhập khẩu 6.306 xe ô tô nguyên chiếc các loại với tổng kim ngạch đạt 161,8 triệu đô la. Tổng cục Hải quan cho biết, trong tổng số xe nhập khẩu dòng xe từ 9 chỗ ngồi trở xuống chiếm 91,6% với 5.775 xe kim ngạch đạt 137,766 triệu đô la. Tính chung về hoạt động xuất nhập khẩu nửa đầu tháng 1 năm 2023 và kết quả thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan cho thấy đã đạt được 28 tỷ đô la, trong đó xuất khẩu đạt 14,5 tỷ đô la, nhập khẩu đạt 13,76 tỷ đô la so với cùng kỳ năm 2022. Xuất nhập khẩu trong 15 ngày đầu tháng 1 năm 2023 giảm 4,1%, tương ứng 1,22 tỷ đô la. Trước đó, Tổng cục Hải quan cho biết, trong năm 2022 là năm có lượng ô tô nhập khẩu nhiều nhất từ trước đến nay, vượt khá xa kết quả của năm có kỷ lục trước đó là năm 2021 với gần 160.000 xe. Năm 2021 cả nước nhập khẩu 160.035 xe, trị giá 3,7 tỷ đô la, tăng 52,1% về số lượng và 55,7% về trị giá so với năm 2020, với số lượng nhập khẩu bình quân 13.336 xe mỗi tháng. Hai thị trường Việt Nam nhập khẩu ô tô nhiều nhất trong năm qua là Indonesia và Thái Lan. Trong đó, Indonesia đã vượt xa Thái Lan về lượng xe nhập khẩu. Tuy nhiên, kim ngạch nhập xe từ Thái Lan vẫn là dẫn đầu. Năm 2022, Việt Nam nhập khẩu từ Indonesia 72.671 xe, kim ngạch hơn 1,05 tỷ đô la, trong khi đó kết quả của Thái Lan là 72.032 xe, kim ngạch 1,43 tỷ đô la. Vị trí thứ ba cũng đến từ một quốc gia châu Á là Trung Quốc với 17.340 xe, kim ngạch 714,5 triệu đô la. Riêng ba thị trường trên, Việt Nam nhập 162.043 xe, chiếm đến 93,4% lượng xe nhập khẩu của cả nước, thậm chí vượt tổng lượng xe nhập về của cả năm năm 2021. Năm 2022 ghi nhận nhiều mẫu xe bán chạy tại Việt Nam được nhập khẩu từ nước ngoài, đặc biệt từ thị trường Indonesia như Toyota Veloz Cross Mitsubishi Spander, Hyundai Creta cùng một số mẫu xe được nhập khẩu từ Thái Lan như Toyota Corolla Cross, Ford Everest. Trong khi đó, lượng xe lắp ráp trong nước cũng được bổ sung nhiều gương mặt mới như Ford Ranger thế hệ mới, Ford Territory, Hyundai Tucson thế hệ mới. Các bạn đang xem video trên kênh thị trường ô tô xe máy. Chúng tôi luôn đem đến cho các bạn những thông tin bổ ích và lý thú với hình ảnh cụ thể, sắc nét và đẹp mắt rất mong các bạn đăng ký kênh và nhớ bật chuông nhỏ bên cạnh để nhận bài thường xuyên chúc các bạn lái xe an toàn vui trẻ hạnh phúc và thành công